Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 1 tháng 11 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn toàn tỉnh. Sáng nay vào lúc 7 giờ, nhận được tin báo của ngư dân có tàu gặp nạn trên biển, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển khai phương tiện, lực lượng ứng cứu thành công các thuyền viên bị nạn. Theo đó, tàu cá mang ký hiệu QB98750TS do anh Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1982 ở thôn Tân Mỹ, phường Quảng Phú, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng, đã bị lật ở cửa danh. Trên tàu có 6 thuyền viên. Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã điều một tàu và một cano với 8 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn. Đến 9 giờ 20 phút ngày 1 tháng 11, lực lượng biên phòng đã cứu hộ thành công cả 6 thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Hiện nay, tàu bị nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục tìm cách trục vớt. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua không chỉ gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương trên địa bàn huyện Lệ Thủy, mà vào lúc 5 giờ 45 phút sáng nay, mùng 1 tháng 11 năm 2016, tại địa bàn xã Mai Thủy và Phú Thủy đã xảy ra một trận lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng. Lốc xoáy xảy ra tại thôn Thạch Ban, xã Phú Thủy và thôn Châu Xã, Lê Xã, Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy. Theo thống kê sơ bộ thì lốc xoáy đã làm tốc mái 45 nhà dân, trong đó 12 hộ bị thiệt hại nặng nề, nhiều tài sản bị hư hỏng. Lốc xoáy cũng đã làm tốc mái nhà văn hóa thôn Châu Xá và hai nhà kho của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Châu Xá với trên 35 tấn thóc bị ướt. Hàng trăm cây cối bị gãy đổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, sáng sớm ngày 1 tháng 11, cấp ủy chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả. Tại huyện Quảng Trạch, từ 19 giờ ngày 29 tháng 10 đến 7 giờ ngày 1 tháng 11, tổng lượng mưa đo được là 457 mm. Mực nước trên sông Danh lúc 7 giờ ngày 1 tháng 11 đạt 7,43 m, vượt báo động 3 0,93 m. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 11, các xã ven sông Danh ở huyện Quảng Trạch đã có ít nhất 1.370 nhà dân bị ngập, trong đó xã Phù Hòa có 550 nhà bị ngập, nơi ngập sâu nhất khoảng 2,5 m. Xã Cảnh Hòa có 305 nhà bị ngập, nơi ngập sâu nhất khoảng 1,5 m. Xã Quảng Trường có 65 nhà bị ngập, xã Quảng Thanh có 200 nhà bị ngập, xã Quảng Phương có 250 nhà bị ngập, nơi ngập sâu nhất khoảng 1 m. Trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã có một người chết do ngã khi đi tạt nước trên tàu cá để tránh nước ngập máy. Hiện tại cả tuyến đường liên xã Cảnh Hòa đi Phù Hóa và tuyến đường từ Quảng Thanh, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch đã bị chia cắt. Riêng xã Phù Hóa và một số thôn ở xã Cảnh Hóa, xã Quảng Trương bị cô lập hoàn toàn. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có hơn 5.000 ngôi nhà bị ngập lụt, trong đó ngập từ 1 đến 3 mét là 2.700 nhà, 194 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Huyện đã chỉ đạo di rời khẩn cấp 367 hộ dân ở các xã Châu Hóa, Hương Hóa và Ngư Hóa. Nhiều tuyến đường giao thông ở các xã Văn Hóa, Kim Hóa, Đông Hóa bị chia cắt. Các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị ngập, sỏi lở và cuốn trôi nhiều đoạn. Trạm y tế xã Ngư Hóa có nguy cơ bị sập. Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã ghi nhận một trường hợp bị thương do mưa lũ, đó là em Cao Duy Khương, 12 tuổi, ở thôn Bào 1, xã Tiến Hóa. Tất cả các trường học ở các xã Mai Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa, Phong Hóa đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học. Cùng với các lực lượng chức năng khác, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang gấp rút thực hiện công tác ứng cứu tại những địa bàn rốn lũ của tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã cắt cử 3 tổ công tác đặc biệt đến với địa bàn các huyện có nguy cơ bị ngập lụt cao với phương tiện xe chuyên dụng và cano để chủ động tiếp cận với nhân dân vùng lũ, phân bổ lực lượng về người và phương tiện để sẵn sàng chi viện nếu có tình huống xấu xảy ra. Chỉ đạo các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới và tuyến biển chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai công tác di rời dân ở những vùng dễ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, giúp đỡ nhân dân thu dọn tài sản đến nơi an toàn, cảnh báo người dân khi di chuyển qua các vùng bị sạt lở, tổ chức kêu gọi sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình là một trong những địa phương hàng năm phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do các đợt thiên tai, bão, lũ. Nhằm hỗ trợ cho các hộ dân thuộc vùng thường xuyên bị ngập lụt, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 716 về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ lụt bằng việc xây dựng nhà chòi tránh lũ. Trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua, nhà chòi tránh lũ đã phát huy được tác dụng, giúp cho các địa phương giảm bớt thiệt hại do thiên tai.
xã Quảng Tiêm, thị xã Ba Đồn là địa phương có địa hình nằm giữa hai dãy núi đá vôi, Lèn Bạch Mã và Lèn Cụt Tai. Bên cạnh đó, địa phương lại nằm bên dòng sông Danh. Chính vì vậy, Quảng Tiêm là một trong những địa phương thường xuyên hứng chịu sức gió và lượng nước từ thượng nguồn đổ về khá lớn. Cứ đến mùa mưa lũ, những hộ dân ở đây lại phải đối mặt với nỗi lo ngập lụt. Gia đình chị Hoàng Thị Bình ở thôn Tiên Phong là một trong những hộ nghèo của xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn. Nhiều năm nay, gia đình chị phải sống trong cảnh chai lụt. Cuối năm 2012, gia đình chị được hỗ trợ 28 triệu đồng cùng với số tiền vay mượn được của bạn bè, họ hàng. Gia đình chị đã xây dựng được nhà chòi tránh lũ với diện tích 15m², san đúc bằng bê tông. Trong đợt mưa lũ kỷ lục vừa qua, chính nhờ chòi tránh lũ đã giúp cho gia đình chị Bình tránh được thiệt hại về tài sản, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Vừa rồi là máy của cái chòi chứ không là tài sản là của chị đã trôi hết, bởi vì nó lụt lên sạt đá nó thiếu khoảng 10 phần thôi, nó lụt cái chỗ ngồi thôi, vịt cũng bắt lên này, lợn cũng bắt lên này, thế là đổi chúng đôi chúng học tập con cái cho đến cho đứng đó là cũng bắt lên hết cả, đó là nói chung lúa mạ thì cũng chuyển đến các lưng mà tỉnh nội nếu giả sử mà hơn nữa hơn lên khoảng 10 phần nữa thì cũng chuyển đến đây. Gia đình chị Hoàng Thị Bình là một trong 100 hộ khác trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quyết định 716 của Thủ tướng Chính phủ. Qua thực tế tại Quảng Tiên, mô hình này đã phát huy được hiệu quả, giải quyết được khó khăn cho địa phương trong công tác di rời, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi lũ lụt xảy ra. Chòi tránh lũ thì trong địa bàn là 10 cái, nhưng mà cái hiệu quả để chỉ cái trận lũ là ngày 14/10/2056 là có hiệu quả. Nghe tin có mưa lớn thì các gia đình là đã chuẩn bị là đưa đồ đạc của mình là tài sản, những cái gì mà cần thiết là đưa lên tại chòi tránh lũ. Mục tiêu của chương trình là xây dựng được một sàn tránh lũ có diện tích lớn. Tuy nhiên, do kinh phí của các hộ gia đình eo hẹp nên nhiều hộ đã chọn giải pháp cải tạo nhà đang ở để có được không gian vượt lũ. Điều này làm hạn chế diện tích tránh lũ cũng như giảm tính kiên cố của công trình do phụ thuộc kết cấu nhà đã có. Mặc dù còn một số hạn chế, nhưng có thể nói xây dựng nhà chòi tránh lũ là một trong những chủ trương đúng đắn, thiết thực, cần nhân rộng đối với những vùng thường xuyên bị ngập lụt. Qua những năm vừa qua thì nhà tránh lũ này là phát huy tác dụng rất là tốt. Những năm lũ lụt về á, thì bà con đã có cái chỗ để trú ẩn, đảm bảo được an toàn. Do đó trong những năm qua tuy có lũ lớn nhưng mà về thiệt hại tính mạng con người là không có. Do đó tôi đề nghị là đối với cái chương trình này cần phải được phát huy và nhân rộng để là giúp cho bà con nhân dân những vùng lũ sâu như Quảng Tiến là đảm bảo về an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Với phương châm nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, gia đình tham gia đóng góp, chương trình thí điểm về giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở ứng phó với lũ lụt đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dân, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ nghèo sống trong vùng thiên tai. Từ thành công của việc thực hiện thí điểm hỗ trợ hộ nghèo xây nhà chòi tránh lũ, năm 2014, Chính phủ đã triển khai quyết định 48 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung để đảm bảo đời sống cho đối tượng này trước diễn biến bất thường của thiên tai. Quảng Tiên và những địa phương trong vùng thiên tai rất cần sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp chính quyền để chương trình được đẩy nhanh tiến độ. Có như vậy sẽ góp phần hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo ở tỉnh Quảng Bình có điều kiện về nhà ở, ổn định cuộc sống và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong những ngày qua, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan đơn vị và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp bà con vùng lũ Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai. Với sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ những mất mát của các gia đình địa phương bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua, Quảng Bình đã nhận được nhiều sự động viên, hỗ trợ của các tổ chức, các nhà hảo tâm trong cả nước. Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, đã có 133 đoàn cứu trợ đăng ký và trực tiếp ủng hộ số tiền hơn 45 tỷ đồng, gần 42.000 suất quà và trên 203.000 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm khác đã được tiếp nhận và phân phối về các địa phương trong toàn tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình cũng vừa đến thăm và trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã hỗ trợ mỗi địa phương 60 suất quà, mỗi suất bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt, góp phần giúp người dân nơi đây sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để tiếp tục phát triển sản xuất. Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh cũng đã trao cho mỗi địa phương một bộ thiết bị văn hóa thông tin cơ sở trị giá gần 40 triệu đồng. Được biết, 10 xã khác ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng được nhận thiết bị này. Nhằm giúp người dân Quảng Bình khắc phục hậu quả sau thiên tai, vừa qua Hội đồng Hương Quảng Bình tại Hà Nội đã quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ với số tiền gần 500 triệu đồng, 4 tấn mì tôm, 5 tấn gạo, cùng nhiều phần quà như sách vở, tivi, quần áo. Số tiền và quà trên đã được trao tận tay cho người dân bị ảnh hưởng ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Riêng tại thành phố Đồng Hới, Hội đã trao 70 suất quà với tổng số tiền 50 triệu đồng cho các hộ gia đình và chủ trang trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng sau mưa lũ. Vừa qua, Hội Sinh Số Toàn Quốc phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Bình đã ủng hộ 200 triệu đồng tiền mặt cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nằm trong các xã chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã đến trao 85 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, 11 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho những hộ nghèo nhất tại xã Ngư Hóa và 170 suất, mỗi suất 500.000 đồng cho bà con ở thôn Đồng Phủ, xã Đông Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tiếp đó, đoàn đã trao tặng cho trường mầm non Lâm Trạch, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch 20 triệu đồng, trường trung học cơ sở bản trụ Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh 30 triệu đồng và các trường tiểu học Đông Hóa, trường tiểu học Võ Ninh 2, mỗi suất 5 triệu đồng. Đây là hành động thiết thực nhằm góp phần giúp đỡ đồng bào các vùng bị thiệt hại sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ngày 30 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Thông tin ISS Việt Nam tổ chức trao quà hỗ trợ cho bà con ngư dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. 18 suất quà được trao cho 18 hộ ngư dân của xã Cảnh Dương có tàu thuyền đánh cá bị thiệt hại hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua. Tổng trị giá trong đợt hỗ trợ lần này là 40 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Bình và Công ty ISS đã tặng quà cho một hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao, nên ở Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 13 giờ ngày 31 tháng 10 đến 7 giờ sáng ngày 1 tháng 11 phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi lớn hơn như Đồng Tâm 503 mm, Tuyên Hòa 389 mm. Hiện nay mực nước trên các sông ở Quảng Bình đang lên. Mực nước lúc 9 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2016 trên một số sông như sau. Trên sông Dầu Nầy tại Đồng Tâm 16,03 m trên mức báo động 3 0,03 m. Trên sông Danh tại Mai Hòa 7,80 m trên mức báo động 3 1,30 m. Trên sông Kiển Giang tại Lệ Thủy 2,63 m dưới mức báo động 3 0,07 m. Trên sông Son tại Quảng Minh 2,10 m dưới lũ lịch sử năm 2010 1,8 m. Dự báo trưa và chiều nay ngày 1 tháng 11 năm 2016, mực nước trên sông Danh tại Mai Hòa có khả năng lên mức 8,50 m trên mức báo động 3 2 m, thấp hơn đỉnh lũ ngày 15 tháng 10 0,7 m. Trên sông Kiển Giang tại Lệ Thủy có khả năng lên mức 3,20 m trên mức báo động 3 0,5 m. Trên sông Son tại Quảng Minh ở mức 2,70 m dưới lũ lịch sử năm 2010 1,20 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét tại các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 đến cấp 2. Bây giờ là những thông tin thời tiết trưa và chiều nay. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 1 tháng 11. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm 93 đến 99%. Khu vực đồng bằng ven biển, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm 90 đến 99%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió bắc đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm 88 đến 98%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m.